Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2005. Chúng ta cứ đi lang thang cái câu kinh Pháp Cú 174. Đi hoài hai bữa nay mà chưa xong. Hôm nay mình đi cho xong nha. Mình đọc lại. Si che lấp thiên hạ, tham khiến người tối tâm, tà nghi chối bỏ đạo, người thiếu trí hay làm. Các vị lưu ý là bữa đầu cái câu thứ tư đó là tà nghi chối bỏ đạo, điều kẻ ngu hay làm. Bữa nay mình sửa lại là si che lấp thiên hạ, tham khiến người tối tâm, tà nghi chối bỏ đạo, người thiếu trí hay làm. Cái bài đầu chúng ta học hôm trước thì cái câu này mình chép bản dịch của quý sư cô Viên Chiếu. Và hôm nay mình sửa cái chữ này lại cho nó nhẹ một chút, tức là người thiếu trí. Điều kẻ ngu hay làm, có vẻ Đức Thế Tôn mắng chửi mình nặng lời quá, mình giảm bớt lại. Và chúng ta có một đại ý của bốn câu này, đó là sáu món căn bản phiền não là cái chiếc lưới. Nó bao trùm hết mọi con người. Và chỉ có người có trí tuệ rất là lớn mới có khả năng vượt thoát được. Và đêm hôm thì mình đã chia sẻ với đại chúng là si là một, tham là hai, tà là ba, nghi là bốn. Còn hai cái nữa là gì? Là sân và mạn. Tà có nghĩa là tà kiến, tham, sân, si, mạn, nghi là tà kiến. Đó là sáu món gọi là căn bản phiền não. Cái điều đầu tiên mình nhắc lại để cho các vị lưu ý là tự trong cái sâu thẳm của tâm thức chúng ta thì sáu cái anh chàng này nó luôn có mặt. Nó là cái gốc rễ, nó phát sinh ra rất là nhiều cái bất hạnh của cuộc sống mình. Như tham, như giận, như đam mê, như nghi ngờ, như tà kiến, vân vân. Đó là gốc rễ rất là căn bản. Cái thứ hai mình lưu ý là có khi cái gốc rễ căn bản này càng lớn tuổi thì nó càng vững chắc, nó càng mạnh, và cái năng lực đánh phá của nó đối với chúng ta càng dữ dằn hơn. Có khi mình già nhưng mà cái giận nó không có chịu già theo tuổi tác của mình. Ví như cái giận mà nó theo với hình hài này thì tới lúc mình suy yếu á, thì cái giận đáng lẽ nó yếu theo. Hay là cái nghi ngờ, cái kiêu mạn vân vân, nó yếu theo, nó nhỏ theo, theo sức khỏe của mình mòn mỏi. Nhưng mà các vị lưu ý là có những khi ta bệnh thì cứ bệnh, nhưng mà cái giận của ta thì có khi nó giận mạnh hơn cái lúc mà ta khỏe nữa. Đó là chuyện rất là ngược đời. Cho nên điều thứ hai mình lưu ý là những cái thằng này, những cái căn bản phiền não này, nó không vì lý do già yếu, sức khỏe suy kém mà nó bị giảm, nó còn có khả năng tăng. Có những người tuổi trẻ họ rất là dễ tánh, nhưng mà càng về già thì cái sân si kiêu ngạo của họ càng lớn. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ, là nếu mình không khéo thì càng về già tánh tình càng khó chịu. Và nói như thế không có nghĩa là mọi người già đều khó chịu. Có những người già tánh tình họ dễ ra, nhưng mà có những người già tánh tình họ rất là cao có khó khăn. Họ gây gỗ với hàng xóm láng giềng, họ mất lòng, họ không hài lòng với cái chuyện con cháu trong nhà, vân vân. Và khi mà mình để cho những cái tâm hành phiền não này nó lớn mạnh trong tâm thức mình, tức là nó vung vãi cái nỗi bất hạnh cho người thân của mình rất là tội nghiệp. Cho nên điều đầu tiên mình lưu ý là càng lớn tuổi thì ta phải càng cẩn trọng và tu hành, bằng không thì cái tánh giận, tánh mê mờ, tánh tham đắm vân vân, nó càng ngày nó càng quạnh, càng phá rối ta. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý như vậy. Chúng ta đi vào từng câu. Si cha lấp thiên hạ, ngay cái câu này Đức Thế Tôn xác định là cái tính chất đam mê mờ tối là cái tính chất rất là đặc biệt trong từng con người của chúng ta.
Đây là cái căn bản gốc gác nó rất là sâu sắc để nó làm cho mình điều thứ nhất là chịu nhiều cái nỗi khổ trong cuộc sống. Điều thứ hai là cái tính chất si này nó dẫn dắt mình đi vào trong ba cõi sáu đường. Thông thường mình trở đi trở về trong cái cõi luân hồi là do cái anh si này làm chủ. Đó là cái điều mà mình phải nhớ như vậy. Thưa cái si ở mặt cả, đó là thiếu cái năng lực trí tuệ quán chiếu. Cho nên mình khởi lòng tham, khởi cái giận, khởi cái buồn, khởi cái nghi ngờ. Và thông thường thì trong những cái tham lam, hờn giận, nghi ngờ, kiêu ngạo vân vân, thì cái nghi ngờ là cái điều nó gieo cái nỗi buồn phiền rất lớn cho chúng ta. Tâm thức chúng ta có một thói quen là thấy cái sự việc gì mà không có rõ ràng đen trắng thì mình phát khởi cái tâm nghi ngờ trước mắt. Và khi các vị khởi một cái ý niệm nghi ngờ thì liền tức khắc là bao nhiêu cái tâm hành, bao nhiêu tiếng nói thì thầm trong tâm thức lập tức là nó hiện khởi lên, và nó làm cho cái nỗi nghi ngờ của mình càng ngày càng lớn, nó chói hết cả một vùng tâm tư của mình. Người ta không có ăn trộm đồ của mình, đồ của mình bỏ quên trong túi, mình kiếm không ra, cái mình thấy người ta từ trong nhà đi ra, cái mình nói rồi, nó lấy đồ của mình. Và khi mình khởi cái tâm nghi ngờ như thế thì mình thấy cái tướng đi của ảnh là cái tướng ăn trộm. Thấy anh ngồi cũng ăn trộm, mà thấy anh nhìn mình cũng có vẻ ăn trộm nữa. Nghĩa là khi khởi một cái ý niệm nghi ngờ thì tức khắc là ngàn vạn cái cơ hội, cái cơ hội nghĩ tốt và người kia nó biến mất, chỉ còn một niệm nghi ngờ thôi. Và nếu các vị nhớ lại cái câu chuyện thiếu phụ năm xưa á, thì quý vị nhớ điều này rất là rõ. Cái anh chàng đi lính thú nơi xa về, gặp vợ ở đầu làng rất là mừng và mặt mày rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Tới chuyện về tới nhà, vợ nói thôi để em đi chợ mua thức ăn về làm cơm cúng ông bà tạ ơn là đã phò hộ cho anh được nguyên vẹn trở về sau những năm đi chinh chiến. Thì chỉ mới đi ra chợ chỉ mua chút tiêu, chút tỏi, chút hành gì, chưa về tới nhà. Ở nhà anh chồng làm quen với đứa con, nói con à lại đây bố bầu. Nó lắc đầu nói ông không phải bố tôi, bố tôi tối mới về. Anh ngạc nhiên nó chết rồi, thế thì nhà có chuyện gì xảy ra? Anh hỏi thêm chứ bố con là sao? Nó nói mỗi lần mẹ tôi, mỗi lần buổi tối mẹ đốt đèn lên là bố đi về, bố nói chuyện luôn tới lúc mẹ ngủ thôi. Mẹ đứng thì bố đứng theo, mẹ ngồi thì bố ngồi theo, mẹ nằm bố cũng nằm theo nữa. Ông tin quá chừng rồi. Rõ ràng là cái sự vụ nó thật như thế chứ đâu thể có cái gì mà cãi chối được. Và tới chừng bà vợ đi về thì thấy cái mặt của ổng lạnh như nước đá. Và ổng không buồn nói tiếng nào. Tới chừng bà nấu cơm xong và dọn cơm và cúng ông bà thì ông kéo chiếu ông lại xong, ông dẹp chiếu, ông nói bà không xứng đáng lại tổ tiên tôi nữa. Con người xấu xa, bội bạc, ô uế, không xứng đáng đứng trong nhà này nữa. Và ông bỏ nhà ông ra đi. Ông ra đi và bà không có cái điều kiện để mà giải tỏa cái nỗi niềm uẩn ức. Cho nên cái nỗi nghi ngờ nó chồng lớn trên tâm thức của người đàn ông, làm cho ông ta không cho phép người vợ mình phân trần điều gì cả. Rồi cái nỗi tự ái rất là lớn của người vợ nó lại chồng lên. Bà nghĩ là mình đâu có tội tình gì, bao nhiêu năm cũng đi lính thú nơi biên cương xa xôi, mình đã cực nhọc trong đứng trong ngồi, một nách nuôi con, một tay nuôi bố mẹ chồng, ấy thế về không cảm ơn thì chớ mà lại còn tự nhiên cái dở cái mặt lạ lùng như thế. Cái tự ái rất là lớn lao, cho nên không có lợi để năn nỉ là có điều gì anh hãy nói cho tôi biết không. Và thế là không chịu đựng nổi, cho tới vài hôm sau cái sự hành hạ ông chồng lớn quá, cái chị ra bờ sông chỉ nhảy xuống sông chỉ chết mất. Và lúc bây giờ thì cái nỗi hận của người đàn ông do cái niệm nghi ngờ nó tàn phá cũng chưa vui, cho nên ông ta nói đáng cái đời sống làm gì cho ô uế.
Và tới chuyện tối về ôm con dỗ con, nó khóc hoài, nó đòi bố nó, không còn hận thêm nữa. Tới lúc đốt đèn lên cái dỗ tay, nó cười ha ha, nó nói bố nó về kìa. Thì ảnh đứng thì thấy trong vách cái hình, cái bóng đứng, ảnh ngồi thì cái bóng nó ngồi. Ảnh mới phát hiện ra thì ra lâu nay mình đi vắng nhà, con nó khóc, người vợ không biết làm thế nào, chỉ cái bóng nó bố con nó con. Bây giờ thì chuyện nó muộn màng rồi. Đó là cái chuyện rất là thương tâm, cái bi kịch của cuộc đời, thưa nó có mặt từ ngàn xưa. Nó nói lên một điều là tâm thức nghi ngờ nó tàn phá chính mình, nó tàn phá hạnh phúc của mình. Và thông thường ta cứ nghĩ cái chuyện đó là chuyện của thiếu phụ năm xưa ngày xưa, mà ta quên có khi mình cũng đi trong vòng lẫn quẩn thế. Những cái nghi ngờ nhỏ thì nó tàn phá thân tâm mình nhỏ, cái nghi ngờ lớn thì nó giết chết cuộc sống mình lớn. Đó là cái điều các vị nên lưu ý, là tất cả những cái như tham, sân, nghi, tà kiến vân vân là những cái thứ căn bản phiền não rất là tai họa, nó giết chết cuộc sống ta và khó vô cùng để vượt thoát. Người nào mà có cái năng lực tu tập thật giỏi, đủ bình tĩnh nhìn ngắm và quán chiếu bằng cái tuệ giác mới có thể vượt thoát được nghi ngờ. Bằng không thì cái án mây nghi ngờ này nó trùm lên cuộc sống chúng ta rất là nặng nề. Có ngàn vạn cơ hội để nghi nhau trong đời sống gia đình. Thưa đại chúng, là có khi cái bóng đen của cái nghi ngờ này nó làm cho hạnh phúc mình mòn dần từng ngày từng ngày. Đó là cái điều mà chúng ta rất là thận trọng. Mình chia sẻ cái điều cạn nhất là quý vị thấy là nếu không có trí tuệ thì đầu tiên là từ cái si mê này, cái mờ tối này, cái ý niệm của sự nghi ngờ nó chen vô thì nó gây đổ vỡ lớn lao, nó tàn phá cuộc sống mình trước, rồi nó tàn phá đời sống hạnh phúc của cái thiên đường bé nhỏ của mình sao, rất là dễ dàng. Đó là ta nói về cái si cạn, nó đủ để phá hoại cuộc sống mình rồi. Cái si mê sâu, thưa đại chúng, là cái si mê không nhận thức được lý tứ đế của đạo Phật. Tứ đế đạo Phật là sinh lão bệnh tử, đó là cái chân lý nghìn đời. Tại sao không nhận ra được lý thứ đế, gọi đó là người si mê sâu? Thưa, nếu mình nhận thức được ngay cái cuộc sống này, mọi sinh vật tồn tại đều phải chịu chung một cái quy luật của cái khổ cả. Khổ của kiếm ăn, khổ phải phấn đấu để tồn tại, khổ khi có hình hài ngũ uẩn này, nó chịu bao nhiêu nỗi đắng cay của hoạn họa, tai ương, thời tiết, chiến tranh, cái thể chế chính trị vân vân, nó đè nặng lên thân tâm con người. Và các vị thử nhìn coi mình đã vượt thoát bao nhiêu cái khổ của quê hương Việt Nam. Khổ hoạn họa, khổ chiến tranh, chết chóc, mình vượt thoát cái khổ đó rồi. Và đi ngang qua cái đoạn đường tử sinh để đến quê hương này để tìm hạnh phúc. Thế nhưng mình sống ở trên vùng đất này, mình tự hỏi là hạnh phúc thực sự có mặt chưa? Có khi mình trung thực mình trả lời nó vẫn chưa có mặt. Nó vẫn còn xa xa đâu đó và nó chưa hề có mặt ngay nơi đây. Và có khi cả một đời mình chạy hoài mình vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc. Cho nên sinh ra đời, sống trên cuộc sống và tồn tại, nhận thức cho thiệt rõ thì mới thấy cái chân lý đầu tiên Phật dạy là sự sống nó đi theo liền với cái chết, nó đi theo liền với nỗi khổ. Đó là điều thứ nhất. Mà mình không nhận diện được điều này, thưa, thì mình không có cái điều kiện để phát triển được cái đời sống tâm linh mình lên đến tầng cao, và không thể vượt thoát được con đường của sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Đó là cái đầu tiên về lý tứ đế. Cái thứ hai, mình nhận diện được cái khổ, chắc hẳn là mình phải đi sâu hơn, là tìm ra cái gì là nguyên nhân của cái khổ. Chẳng hạn quý vị có cái nỗi đau khổ về cái tâm bất an, nó luôn sinh khởi cái ý niệm nghi ngờ,
Thế thì cái điều mình cần tìm hiểu là cái nguyên nhân nào nó đưa đến ý niệm nghi ngờ nó có mặt trong ta. Nhìn cho kỹ thì điều thứ nhất, cái cạn thôi. Điều thứ nhất là mình cứ chấp rằng mọi vật nó phải theo như ý mình muốn. Điều thứ hai, mình chấp rằng mọi vật mà mình sở hữu trong tay phải vĩnh viễn là sở hữu của mình. Ví dụ như vậy. Nhưng mà mình nhìn kỹ mà coi hầu như không có cái gì là đáp ứng đúng với ý mình muốn cả. Mình muốn một đằng thì cái sự việc nó đến một nẻo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi ý của mình nó luôn thay đổi. Nay mình muốn thế này, mai mình muốn thế kia. Cho nên chưa hề có cái gì gọi là nó vừa với ý muốn của mình cả. Đó là cái khổ thứ nhất, là không vừa ý với mọi vật có mặt chung quanh ta. Cái thứ hai, mình nên hiểu một điều là mọi vật ta sở hữu, cái mức độ sở hữu của mình, làm chủ của mình đối với vật mình có rất là ít. Nó có con đường đến của nó có con đường đi của nó, mà mình chưa hề giữ được cái gì trong tay cả. Tiền tài, vật chất, vân vân. Con của mình mang nặng để đau, mình sinh ra trong cuộc đời, nuôi nó bằng tất cả tấm lòng, thế mà chưa chắc gì nó là sở hữu của mình nữa. Con cái Việt Nam thì ta có thể có chủ quyền về cuộc sống đó. Nhưng mà con cái trên đất Mỹ này, thưa đại chúng, là có khi mình không hề có chủ quyền với nó bao giờ. Mình muốn cái này nó làm cái khác. Và khi nó 18 tuổi rồi thì các vị muốn dạy cho nó điều gì mà nó không nghe thì các vị cũng chịu thua. Các vị không có thể làm cách nào mà dùng cái uy quyền của người bố người mẹ áp đặt trên nó được cả. Không biết cái điều này tôi nói có đúng hay không, nhưng mà tôi thăm dò chỗ sông Mỹ là như thế. Mình ưa con mình, nó có gia đình một người con gái Việt Nam, văn hóa Việt Nam và cùng một tôn giáo với mình là đạo Phật. Thế nhưng mà con mình nó lại không thương cái người Việt Nam, nó lại thương cái cô Phi nào đó, cái cô Mỹ nào đó và người Thiên Chúa. Rồi các vị nghĩ sao? Một là mình chấp thuận theo đó để mình có đứa con còn lại với mình và mình có thêm một con dâu. Hai là mình không bằng lòng với nó thì cắt chiếu ngầu riêng, là nó đi đường nó, mình đi đường mình, không những mình mất dâu mất cháu mà mất luôn cả đứa con nữa. Mình mà vụng về mình nói tao không bằng lòng, nếu cưới cô bé đó thì mày đi khỏi nhà tao, thì nó đi cái lẻ làng thôi chứ không nó cần phải băn khoăn gì cả. Và như vậy thì ta thấy một điều là, thưa, cái sở hữu vật chất chưa chắc thì mình sở hữu được, cái sở hữu về con người chưa chắc thì ta sở hữu được. Đó là nhìn cho sâu để thấy rằng mọi cái mà mình tham đắm, mình khổ lụy vân vân là do vì mình đặt cái ý kiến của mình vào, mình muốn nó phải như vậy, phải như kia. Cho nên cái khổ nó phát sinh không phải bên ngoài, mà cái khổ nó phát sinh từ bên trong, do tâm thức của ta sinh ra. Cái nghi ngờ nó sinh ra nỗi khổ cũng phát sinh từ bên trong. Cái sự tham đắm nó sinh ra khổ sở cũng là cái phát sinh từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Mình đừng đổ thừa là tại vì cái vật kia nó có sức quyến rũ, con người kia có sức quyến rũ làm cho tôi khốn khổ. Đổ thừa cái đó thì không có đúng. Tại sao? Nếu cái con người đó mà đủ sức quyến rũ thì đã quyến rũ hết bàn dân thiên hạ, chứ đâu phải quyến rũ một mình. Nếu cái vật kia có sức hút mình thì nó hút hết thiên hạ, chứ đâu phải hút một mình. Mình đổ thừa nó tại casino của Mỹ nó làm ra rồi nó làm cho tôi hết tiền. Vô lý, thiên hạ ai cũng đều bỏ tiền vô casino hết sao? Chỉ có mình giải khờ có cái nghiệp cho nên bị nó hút vào mà thôi. Cho nên mình đừng đổ thừa là do cái này, do cái kia, do cái nọ làm khổ tôi. Mà mình hãy nhìn cho rõ lại chính mình làm khổ mình. Do cái tham, do cái giận, do cái si mê mà nó hành hạ chính bản thân mình. Cho nên ở mức độ cạn là ta thiếu trí tuệ quán chiếu, cho nên ta để cho cái nỗi khổ nó tràn đầy thân tâm ta. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là sâu hơn
là ta muốn đoạn trừ gốc rễ của cái khổ thì mình phải quán chiếu cái lý tứ đế của Đức Thế Tôn dạy thật kỹ. Cuộc sống là một nỗi khổ nó chồng lên kiếp người, và nguyên nhân của nỗi khổ nó nằm ở bên trong tâm thức của ta. Và nếu mình quán chiếu được hai điều như thế, từ khổ và nguyên nhân của khổ, là đủ để vượt thoát cái con đường si mê tối tâm này và an lạc trong những đời rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta chia sẻ về tham khiến người tối tâm. Có một anh thanh niên, anh ăn cướp của người ta, anh bị bắt. Và cái thời dạy của anh ấy, là anh vô ngân hàng, anh móc súng anh dí vô cái người, cái người phát tiền đó, kêu là cái người thu ngân viên hay cái người gì đó, phải đưa 50.000 đây, bằng không người ta bắn chết. Cái cô nàng phải lấy 50.000 đưa ra cho anh. Thì anh lấy 50.000 xong, anh lại cái chỗ gửi tiền, thì cũng trong cái ngàn đó anh gửi tiền vô đang lấy lời. Ừ, dĩ nhiên đây là câu chuyện cười, không có cái thằng ăn cướp nào nó ngu đến nỗi là nó lại chỗ lấy tiền, nó dí xuống nó biểu người ta đưa tiền, rồi nó tới cái chỗ mà gửi tiền nó rút tiền vô ngân hàng, cũng một cái ngân hàng đó. Đó là cái chuyện vui. Tuy nhiên cái chuyện này nó nhắc cho chúng ta một điều là khi cái tham tâm khởi lên, ta không thể nhìn thấy được cái gì xa hơn cái đồng tiền phía trước cả. Đó là mình ví dụ về cái tham rất là thô. Ví như những cái kẻ cướp mà nó biết rằng khi mình cướp giật tài sản thì cái con đường này hưởng thụ vật chất do tay cướp được thì ngắn, mà cái điều chắc chắn đang đợi phía sau của cái đồng tiền này đó là cái sự tù tội. Nếu nó thấy xa một tí thì chắc chắn là, thưa đại chúng, không hề có kẻ cướp trên nhân gian, không hề có người làm ác trong nhân gian. Nhưng mà cái đại họa nó phát sinh là tại vì người ta lúc cái tâm tham nó khởi lên thì chỉ thấy cái việc mình cần lấy trước mắt mà không hề nghĩ bên sau nó là hậu quả như thế nào. Cho nên tham làm cái nghiệp ta tối tâm là như vậy. Khi nào mà tâm tham của ta nó dịu, nó nhẹ thì tức khắc là thưa là mình có được cái nhìn rất là xa phía sau của những cái vật chất, của tiền tài, của danh lợi. Mình nhìn rõ cái hậu quả của nó, cái đại họa của nó phía sau. Tâm tham mà còn mạnh thì chắc chắn là ta không thấy gì ngoài những cái lợi ích rất là gần. Cho nên người có trí tuệ nhìn ra khỏi những cái điều quyến dụ của vật chất, thấy xa hơn cái con đường khổ ải nó đang đợi ở phía sau. Chúng ta còn nhớ có một ông quan tới gặp Ngài Ô Sào Thiền Sư. Ngài Ô Sào Thiền Sư tức là cái vị thiền sư, ông lót một cái ổ trên chắn ba cây, ông ngồi thiền đó. Và cái đó để ông đối trị được với cái bệnh hôn trầm buồn ngủ. Tại vì ngồi ở trên cây cao mà anh buồn ngủ, anh gật một cái là nó rớt xuống chết luôn. Cho nên ngồi trên đó chắc ăn là tỉnh giác luôn, chứ không bao giờ có thể buồn ngủ được. Thì có một ông quan nghe nổi tiếng, nghe vị thiền sư nổi tiếng, ngài mới tới ngài tham vấn. Ngài ngẩng đầu nó lên nói vào bạch thầy, thầy ngồi chi trên cái chỗ cao lắc lư nguy hiểm vậy? Ông nói làm sao, ông nói lại cái. Vị quan nói, thưa thầy, con nghĩ là thầy có thể ngồi thiền ở dưới này nó an toàn hơn, thầy ngồi lên chỗ đó lặng hoạt là té chết, cái chỗ rất là hiểm nguy. Ông nói thế không có đúng đâu, ông không có hiểm nguy, tôi không có hiểm nguy đâu ạ. Quan nói, tại sao tôi đang đứng dưới đất mà hiểm nguy? Ông nên biết rằng ông thì đứng dưới ông vua, mà ở trên ngàn vạn con dân, ở trên đầu của các quan, và cái địa vị của ông đó thì ai cũng thèm muốn cả. Làm việc mà không xong thì vua chém đầu, mà lạng hoạn một chút thì các quan họ cũng lôi cổ ông xuống. Cho nên cái chỗ đứng của nhà quan mới là chỗ hiểm nguy, còn cái chỗ ngồi của ta tuy thấy thế mà vẫn không hiểm nguy. Ông ngồi giữa cái đống lửa hồng của sự, của quan quyền chức tước, nơi mà thiên hạ đều tham đắm, nơi tranh giành của bao thứ, thế mà không hiểm nguy, còn nói ta hiểm nguy đâu hợp lý.
Và từ cái điều này thưa đại chúng, ta thấy một điều là thưa tài sản vật chất của tiền trong cuộc đời là cái miếng mồi ngon nó dụ khỉ bao người, là cái nơi tranh chấp của bao nhiêu người. Và thông thường ta không có đủ tuệ giác để mà nhìn, thì ta lao vào trong những cái nơi chốn đó để tranh đoạt. Và nơi này nơi hiểm nguy vô cùng. Và nếu cái tâm tham của mình ít thì mình cũng đang trên con đường đi vào cái chỗ vật chất và lợi danh, nhưng mà có trí tuệ sáng, mình đủ nhận diện được cái gì là hiểm quả phía sau. Cho nên thứ nhất là mình có thể tránh được. Thứ hai là mình loại trừ bớt những cái bất hạnh nó xảy đến cho mình. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, tham là cái điều cho phép chúng ta. Tại sao? Vì nếu anh không có một cái sự đam mê về bất cứ lĩnh vực gì thì chắc chắn là anh không thể thành công được. Không đam mê học, anh không thể thành công trong chuyện học. Không ao ước có một đời sống khá giả hơn thì anh không thể vươn lên được một đời sống nó bình ổn và khá giả trong cuộc đời. Cho nên ở mức độ cạn, ta cho phép có một cái niềm đam mê đốt cháy trong tâm thức mình. Nhưng mà kèm bên đó, ta phải có một cái năng lực của trí tuệ quán chiếu nhìn cho xa, để có thể nhận diện được cái gì là hiểm họa đang đợi chờ ở phía xa. Đó là cái điều đầu tiên mà các vị nên lưu ý trong cuộc sống đời thường. Thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mình đang trên con đường thực tập, mình loại trừ được cái lòng tham nó có mặt trong tâm thức mình, thế thì con đường mình đi hay là cái đời sống của mình nó thênh thang và hạnh phúc rất là lớn. Ngày xưa thiền sư tên là Ngài Nhất Hưu, có một ông thống tướng đệ tử của Ngài. Ông đó ông có cái bệnh là ông rất là ham đồ cổ. Ông tập trung một cái kho tàng đồ cổ rất là nhiều thứ quý giá. Ông mời sư phụ tới ngắm nghía đồ cổ của ông. Ngày Nhất Hương ngày tới ngày ngắm một vòng. Ông quan lớn ông hỏi: chứ thưa thầy, thầy thấy đồ của con sao? Ngày Nhất Hương nói: xứng đáng. Rất tiếc là nếu có thêm vài món đồ cổ của ta nữa thì nó sáng giá thêm cho cái bảo tàng đồ cổ của ông nữa. Ngài túc lợi ngã với: thưa thầy, thầy có cái món đồ cổ gì? Ông nói: ồ, ta có một viên đá từ bàn cổ sơ khai còn lưu lại, cực quý. Cái thứ hai là ta có một cái chén ăn cơm của một vị trung thần bảy đời. Cái thứ ba là ta có một cây gậy vạn năm của một cao tăng đắc đạo. Cổ vật này nếu đem để trong cái kho tàng của ông thì nó làm cái kho tàng sáng rực lên. Qua nói: thế thì con làm sao có thể tập trung những món đồ đó về đây được? Nói: ồ, có gì đâu, ngươi cứ cho người tới lấy. Thì Quang mừng quá, bây giờ con xin cảm ơn thầy, nó khỏi. Thầy trò mình tiền tao cháo múc khỏi có chuyện cảm ơn. Ông bỏ ra mỗi cái 1.000 lượng bạc cho ta. Quang hơi đau ruột, nhưng mà nghĩ cái viên đá từ bàn cổ sơ khai tới bây giờ thì cực quý. Cái chén của tôi trung bảy đời ăn tôi phải dễ kiếm. Rồi cái gậy 1.000 năm của một vị cao tăng đắc đạo, ồ, cực quý, thôi được, bỏ 3.000 lượng bạc ra. Sai ông lính đi theo thiền sư về để lấy 3 món đồ cổ. Ngài về tới cửa chùa, ngài gõ cửa cùm cùm, ngài nói: nè đệ tử à, con vô con lấy giùm cái viên đá chỉnh cửa cho ta, lấy giùm cái chén cho chó ăn cho ta, lấy cái gậy ta mới mua hôm qua 10 đồng ra đây. Đang đưa cho cái tên tôi tới kia đang về cho ông Quang. Tôi như về thưa y sự vụ lại với ông Quang. Ông Quang ông lộn ruột lên đầu, tức quá. Cái ông thầy mình ông làm ăn một vố rất là đau. Cho nên Quang vội vàng dẫn quần thần binh lính tới. Nói: thầy, tôi với thầy là chỗ thầy trò tham giao từ lâu, thầy cũng biết rõ ràng là cái niềm kính trọng của tôi đối với thầy rất lớn, thế mà thầy nở lòng nào thầy hạ tôi một vố như vậy. Ông nói: ồ, tướng quân à, ngài đâu có biết tôi là cả một thôn trang đang trong cái tình trạng đói kém, không có lương thực, mà ngài tập trung những món đồ cổ như thế thì rõ ràng là ngài
Ngài rất là thiếu lòng nhân, tôi thay Ngài làm được công việc nhân đức 3.000 lượng bạc ấy, tôi đã cho khắp thiên hạ nghèo khó có cơm ăn, có áo mặc. Ngài nên cảm ơn tôi ạ. Và vị quan kia sụp lại. Đó là chuyện của các thiền sư ngày xưa. Và chúng ta trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là tâm thức thường. Cái tham nó làm cho mình rất là tối. Nhưng mà nếu có ánh sáng trí tuệ đi vào thì cái tham này nó trở thành một cái năng lượng, nó giúp mình đẩy cuộc đời mình lên. Đó là một. Thứ hai là nếu năng lực trí tuệ mà nhiều thì bên cạnh cái năng lực trí tuệ ta có cái lòng thương nữa, thế thì cái tham này trở thành vô tội vạ. Nó giúp cho ta có thể làm được rất là nhiều công trình phước thiện, làm những Phật sự lớn, giúp đỡ được người, mang hạnh phúc đến cho một số đông. Đó là cái con đường mà chúng ta có thể thực tập được. Và con đường tuyệt vời đạt đến siêu việt cái tham, đó là đến lúc mà ta nhận diện ra được một điều là mọi vật trong cuộc đời ta không thể nào sở hữu được nó cả. Ta đến đây bằng hai bàn tay trắng, rồi ta ra đi cũng hai bàn tay trắng. Tất cả những cái của cải vật chất phù du này, mình có nó dù bằng mồ hôi cực nhọc, nhưng mà để xài tạm trong cái kiếp sống vô thường thôi. Cho nên có điều kiện giúp đỡ được bất cứ điều gì, bất cứ ai, cho họ có được cái hạnh phúc thì mình không ngại ngần gì làm cả. Cái trường hợp đó là trường hợp của người tu hành khá là thâm sâu, khá là giỏi. Cho nên coi của cải nhẹ như đôi dép rách, ưng bỏ lúc nào bỏ. Đó là cái hạng tu rất là giỏi. Và mình nghĩ là trên con đường tu chúng ta chưa thể coi của cải nhẹ như đôi dép rách, nhưng mà tối thiểu mình cũng biết san sẻ cái điều mình có để làm cho hạnh phúc của người xung quanh được lớn. Không thể cứu được cái nghèo, nhưng mà có thể giúp được cái khó của người khác, thì cái điều đó những người Phật tử chúng ta có thể làm được. Và nên nhớ, mình loại trừ được cái sự tâm tối si mê ra bên ngoài thì cái tham này nó không phải là cái tội. Nó là cái, có khi nó là cái niềm đam mê, nó gắn với cái cuộc sống tu tập của chúng ta, nó làm cho cuộc đời chúng ta lên cao. Cái điều thứ ba chúng ta đi vào đó là tà nghi chối bỏ đạo, tức là tà kiến và nghi ngờ. Nó có những cái tà kiến của cá nhân và nó có những cái tà kiến của tập thể. Tà kiến của cá nhân là thế này: ví dụ như mình lớn trong một cái môi trường văn hóa của Việt Nam, cái nơi mình sinh ra nó không có ánh sáng của Phật pháp, nó chỉ toàn có ông đồng bà cốt thôi, và cái niềm tin của mình gắn chặt vào cái chuyện lên đồng xuống bóng. Và mỗi một năm vào cái kỳ vía bà, vào cái kỳ lễ hội là mình phải lên Châu Đốc mình vay tiền về để làm ăn. Và cái niềm tin đó nó ăn sâu vào tâm thức mình, cho nên qua đến đất nước này, dù rằng trên cái nền văn minh khác, nhưng mà nghe nói bất cứ một nơi nào có ai mà ở ngáp ngáp ông lên bà xuống, xin xăm bói quẻ thư bùa yểm chú gì đó là mình chạy tới. Ta gọi đó là cái tà kiến của cá nhân, mình có thể gột rửa được. Dĩ nhiên là nó nhẹ hơn cái tà kiến tập thể. Tà kiến tập thể là tà kiến của một cái nền văn hóa, của một cái tôn giáo, nó áp đặt lên cả một vùng đất rất là rộng lớn. Ví dụ như mà mình sinh vào cái quốc gia Pakistan, thưa đại chúng, là cái quy luật của Hồi giáo nó rất là khắt khe đối với người phụ nữ. Các bà ra đường trùm mặt, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người đàn ông nơi những cái vùng đất đó, cái quyền quy giống như ông vua, có vài ba bà vợ là chuyện thường. Và khi vợ mình có một cái điều gì mà các ông nghi ngờ thì các ông có quyền xẻo tai, cắt lỗ mũi, khoét con mắt. Và nếu mà cái cô kia mà cảm thấy bị hành hung, bị đọa đày như vậy ghê gớm quá, xin đi vậy, thì thưa có khi là bị chính mẹ, cha, anh em, ruột thịt trong nhà hoặc người chồng giết chết mà không có tội gì cả.
người ta gọi cái ngôn ngữ gọi là giết, chết trong danh dự đó. Và quy chế cái luật pháp của quốc gia đó, thưa đại chúng, là nó đặc biệt là cái chuyện giết đàn bà không hề có một cái tội lỗi gì bị luật pháp trừng trị cả. Và người ta tổng kết lại trong năm 2003 và 2004 thì tại một cái tỉnh đông dân nhất của Pakistan thì có khoảng gần 900 người đàn bà bị giết chết vì cái tội nghi ngờ có ngoại tình thôi, bị hành hung, bị giết một cách rất là vô tội vạ như vậy. Thì ta gọi cái dạng đó là dạng tà kiến tập thể, là do cả một cái tôn giáo, cả một cái vùng văn hóa đã đặt ra như thế. Thưa đại chúng, là may mắn thay ta được sinh ra những cái vùng đất nước tự do như thế này. Đời sống nam nữ tuy nó chưa hẳn là bình quyền, có phải không? Nhưng mà các vị thấy dễ thở vô cùng. Và đôi khi ở trên cái đất nước này cái luật pháp người ta bảo vệ nữ giới cao hơn nam giới nữa. Trong khi đó thì những cái vùng quốc gia có khi mình đi lạc lõng vào vùng đó, các ông mà lạng quạng đứng nói chuyện với những bà mà không có ông chồng bên cạnh thì coi chừng các ông cũng bị người ta treo cổ. Nó rất là kỳ lạ là như vậy. Cho nên ta gọi những cái tà kiến cạn là tà kiến từ trong tâm thức mình, nó tàn phá chính mình. Cái tà kiến mà lớn nó ảnh hưởng cả một vùng, thưa nó đè rất là nặng trong tâm thức của một cư dân của một vùng, khó vùng vẫy vô cùng, khó thoát vô cùng. Và đó là những cái tà kiến chúng ta tạm nêu ra vài nét để cho các vị thấy. Ngoài ra còn rất nhiều cái tà kiến khác mà do văn hóa, do tôn giáo áp đặt vào tâm thức của chúng ta. Và khi nó đã đi vào tâm thức mình, nó đã ăn sâu gốc rễ trong tâm thức mình, thưa không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể loại trừ được. Chẳng hạn như mình có một cái niềm tin về bùa chú, thưa các vị là mình khó có gột được cái tâm thức tin vào bùa chú đó. Và các vị thử nhớ lại những năm ở Việt Nam vào cái thuở 70 và dường như bây giờ vẫn còn. Lâu lâu có một mảnh giấy, người ta truyền rằng cái giấy này từ trên trời rớt xuống ở núi sao, núi sập gì đó. Ai mà muốn tai qua nạn khỏi thì phải chép 10 miếng, phổ biến được 10 nhà. Và ai muốn được phước lành thì phải chép 100 miếng để phổ biến 100 nhà. Và cái chuyện này hồi tôi bé thơ thì đã có, cho tới năm tôi 20 tuổi thì vẫn còn, cho tới năm tôi đi tu về những năm sau 75 dường như vẫn còn. Cái điều kỳ lạ là không biết tại sao tự nhiên trên trời rớt xuống một tờ như thế. Và rõ ràng là cái chuyện đó rất ư là vô lý mà người ta vẫn cứ làm. Người ta vẫn gia công chép và phổ biến nhiều nơi, ta đem tới tiền nhà người ta tặng. Ngày xưa đã như thế, rồi bây giờ tôi nghĩ là cũng còn, chứ không phải hết. Và hiện tại trên đất nước của chúng ta ở miền Bắc, thưa đại chúng, là cái tình trạng mà lên đồng, nó phổ biến vô cùng. Và hầu như cái niềm tin đó đối với bình dân và đối với dân trí thức đều có một niềm tin như nhau cả. Cho đến có những thầy rất là lớn, nổi tiếng, mà lại là những thầy ngồi đồng rất là giỏi ở trên đất Bắc hiện thời. Đó là cái điều nghe thì nó vô lý nhưng mà có thật. Cho nên tóm lại một điều, thưa các vị, là cái chất tà kiến này nó là cái gì có mặt rất là tự nhiên trong tâm thức của chúng ta. Không nói gì những dân tộc chậm tiến, ít hiểu biết, mà kể cả những cái nền văn minh khá cao như hiện tại, thì cái điều tin rằng vẫn còn tồn tại trong nhiều con người. Cái thứ ba là cái nghi ngờ. Khi cái nỗi nghi ngờ có mặt, là ta nhớ một điều là cái sự bất hạnh, khổ đau nó có mặt trong ta. Mình mà khởi nghi bất cứ một cái điều gì, thưa là điều đó nó sự thật chưa biết nó thế nào, nhưng mà trước mắt là mình tự chuốc lấy cái nỗi khổ cho chính mình cái đã.
Ngài mãn không một hơn, Ngài thấy sư phụ của Ngài cõng về một người đàn bà. Cái ông rình, ông thấy thầy của ông lục đục trong phòng để cái người con gái trên giường, và ông lầm rầm rì rì nói chuyện lầm thầm đó. Cái Ngài tức chịu nổi, Ngài nói: một vị trụ trì của một tự viện, một vị đạo cao đức hạnh như vậy mà làm cái chuyện này thì làm sao chịu nổi. Cho nên ngày thứ hai ông trình, ông biết là còn cái cô gái đó, cho nên ông cửa chạy vô, ông nói: thầy làm cái chuyện này là không hợp lý. Cái gì thầy quay ra cười nói: ồ, ta đang trông con tới đó, con tới rất là đúng lúc, con hãy coi đây. Thì cái người nằm trên giường ổng đúng là một cô gái, nhưng mà tới chuyện cô ngẩng mặt lên cô nhìn thì quá ra là cô ngủ quan không còn nữa, bị bệnh cùi rất là nặng, thân thể nó đang lên cơn nhức nhối vô cùng, hai con mắt thì như hai cái hố, và mũi này thì bị lở hết, tay chân thì không còn ngón nào, và mùi hôi hám đang xông ra. Quá ra là vị thầy mình đang bóp giùm những cái đốt xương cho nó bớt nhức. Vị thầy nói: ta làm mệt quá, thôi giờ tới con vô làm giùm ta đi. Ông đệ tử ông khởi ôi, hóa ra là thầy mình là một bậc đại Bồ Tát rất là từ bi. Và trước khi ông đã phá ra chuyện đó thì lòng ông như lửa đốt, vừa giận vừa tức vừa xấu hổ, khó chịu vô cùng. Và thưa các vị là có những cái điều ta nghi ngờ, cái chuyện thực hay hư thì cái chuyện đó chưa nói, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là ta tự gieo vào tâm thức mình một cái sự chua chát nè, nóng nảy nè, bực bội bất an rất là lớn lao, ta tự mình tàn phá chính mình. Đó là cái điều đầu tiên. Và thông thường mình có thể giải tỏa được cái nỗi nghi ngờ này bằng tuệ giác, không hề có một cái thứ gì trên cuộc đời này mà không có rửa sạch cả, không hề có một nỗi bất hạnh nào mà không cứu chữa được cả. Thế nhưng hai cái điều nó làm nên cái sự cực khổ cho con người, cái khổ đau lớn nhất cho con người đó là: một là tự ái, hai là cái nghi ngờ. Mình có thể giải tỏa được cái niềm tự ái và cái nghi ngờ này bằng một con đường thôi. Con đường gì vậy? Thưa, thế giới người ta chiến tranh hoạn quả sùm mà người ta còn giải quyết được bằng cái con đường của thương thuyết. Mình tại sao mình không có khả năng giải bài lòng mình? Mình không có khả năng dùng những lời ái ngữ chia sẻ những cái nỗi nghi ngờ, những cái nỗi buồn phiền giận tức để mang lại cái hòa bình, cái hạnh phúc cho gia đình mình? Thưa, đâu phải khó. Có điều người ta không chịu làm thế thôi. Người ta vì tự ái là một nè, vì tức tối là hai nè, vì cái nỗi nghi ngờ nó ăn rất là đậm trong tâm thức, cho nên tự mình hành hạ cuộc đời mình. Và người tu học Phật Pháp biết quán chiếu thì mình phải biết một điều thế này. Điều thứ nhất, đó là khi có cái nỗi buồn, nỗi tức, nỗi giận, nỗi nghi ngờ hay là cái gì nó có mặt trong tâm thức ta thì tự mình làm khổ mình trước. Cho nên mình giải tỏa được tất cả những cái tâm hành của mình, đó là mình cứu mình trước chứ không phải cứu người kia. Mình đừng tưởng là mình hành hạ người kia khổ thì mình an lạc, thưa không. Sống trong một gia đình thế này, chúng ta đều chịu trách nhiệm liên đới lẫn nhau cả. Người kia khổ cũng chính là mình khổ. Con mình nó bất an thì mình cũng bất an. Người thương mình mà đau đớn thì mình cũng đau đớn. Cho nên bằng cái phương pháp của đạo Phật dạy là hãy mang hạnh phúc đến cho người, lấy hết những cái khổ đau ra khỏi tâm thức của người. Không phải mình tặng cái niềm vui cho người không, mà là mình tặng cái hạnh phúc cho mình trước nhất. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thực tập được. Thưa tà nghi chối quả đạo, đạo mình đừng tưởng mà chỉ có cái đạo Phật. Mình nên hiểu một điều thế này: đạo là cái khả năng chân thiện mỹ của đời sống. Cái tôn giáo nào mà tồn tại được, thách thức được với thời gian, với sự phát triển xã hội, thì bên trong tự thân của cái tôn giáo đó nó phải có cái chất chân thật, tốt lành và đẹp đẽ. Ba yếu tố này nó có mặt trong tôn giáo đó thì tôn giáo đó sẽ tồn tại được, vượt qua thời gian, vượt qua không gian.
Và cái xu hướng của chúng ta tìm đến với đạo là tìm đến chỗ này, chỗ chân thiện mỹ này. Dĩ nhiên là có những tôn giáo có cái chất thiện nó nhiều, nhưng mà cái chất chân thật nó ít, và cái nét đẹp tôn giáo nó không có. Nhưng mà nói chung là trên hành tinh này thì tất cả những cái trường phái tâm linh, tất cả những cái tôn giáo có mặt đều có ba yếu tố này bên trong cả. Cho nên tìm đến với đạo có nghĩa là tìm đến cái con đường chân thật, con đường tốt lành và con đường đẹp đẽ cho cuộc sống của chính mình. Ta gọi đó là tìm đến với đạo. Khi có một cái ý niệm nghi ngờ của tâm thức khởi lên, thưa đại chúng, là ta thường quay lưng chối bỏ với cái con đường đẹp đẽ này, con đường mang đến hạnh phúc cho chính ta. Mình chưa nói đến chuyện đến với đạo Phật thực tập những cái điều Phật dạy, hãy nói đến cái chuyện sống cái đời sống đẹp đẽ, tốt lành, chân thật của thế gian thôi. Mà nếu tâm thức các vị nó đầy tham vọng, nó đầy hờn giận, nó đen tối, không có chút trí tuệ, nó chỉ biết tới mình, không biết tới người, và cái tâm mình nó hẹp nhỏ vô cùng, nó tàn độc vô cùng, thì thưa các vị, tự nhiên là ta quay lưng lại với con đường này. Nhưng mà tâm thức của mình độ lượng, yêu thương, trí tuệ mình rộng mở, thì cái con đường của cuộc sống nhân gian mình cũng đi vào con đường chân thiện mỹ này nữa, chứ không cần phải đến với đạo Phật. Cho nên câu ở đây xác định là tà nghi chối bỏ đạo. Ta hãy hiểu theo cái nghĩa rộng là khi tâm thức mình nó còn những cái ý niệm như hờn giận, tham đắm, mê mờ, chấp trước, sân si, cố chấp, tà kiến vân vân, là mình đi ngược với cái con đường hạnh phúc của chính mình. Đó là cái nghĩa rộng. Và thưa, cái nghĩa trong cái phạm vi tôn giáo, trong cái phạm vi của đạo Phật là thế này. Đạo Phật có hai tầng chân lý. Một cái tầng chân lý cạn, đó là chân lý phổ biến. Tầng thứ hai, đó là chân lý tuyệt đối. Mình đi cái tầng cạn nhất là cái chân lý phổ biến. Ở mức độ cạn thế này, cái chân lý phổ biến Đức Phật dạy đó là tùy theo cái hoàn cảnh xã hội của đời người, tùy theo cái văn hóa của quốc gia đó, tùy theo cái tâm thức của chúng sinh đương thời, Ngài dạy những cái pháp hành thực tập để mang lại cái hạnh phúc đời thường thôi. Ví dụ như đối với cư sĩ ngày xưa, Đức Thế Tôn dạy là điều thứ nhất là làm một cư sĩ phải có một cái nghề nghiệp để sống trong cuộc đời. Điều thứ hai là không lạc lõng vào cái thế giới ăn chơi, cờ bạc, phung phí, tài sản và sức khỏe. Điều thứ ba phải giữ gìn ngũ giới để thân tâm trong sáng và có hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Và cụ thể hơn nữa là chân lý phổ biến là một người Phật tử phải biết điều thứ nhất là tôn trọng sinh mạng của mọi người và mọi vật trong cuộc đời. Điều thứ hai là tâm hồn rất là trong sạch, không hề tham đắm, không hề gian dối, đó là sát sanh, trộm cắp. Điều thứ ba, một cái chân lý để sống trong cuộc đời cho hạnh phúc rất là phổ biến, đó là đời sống mình rất là thủy chung với người hôn phối của mình. Điều thứ tư là mình luôn luôn nói lời rất là chân thật. Và điều thứ năm là không dùng tất cả những cái chất ma túy độc hại, nó tác hại đến thần kinh trí não của mình. Và nếu một người Phật tử bình thường hay một người đến với đạo Phật tu tập bình thường mà giữ được năm điều này một cách trọn vẹn, thì điều thứ nhất là trong cuộc sống đời thường anh chắc chắn là một người hạnh phúc. Điều thứ hai là anh giữ được năm điều này một cách trọn vẹn thì nhiều kiếp trong tương lai anh sinh ra đời, anh sẽ là người có phước lành rất là lớn trong nhân gian hoặc là sinh lên cõi trời. Và điều thứ ba là giữ được năm điều này cho chắc chắn thì trong tương lai anh sẽ là người đạt được cái quả an lạc giải thoát, đạt đến cái chỗ tột cùng của chân thiện và mỹ. Đó là ta nói đến cái chân lý phổ biến. Và thưa đại chúng, là sở dĩ gọi là chân lý là vì năm cái điều này cách đây 2.500 năm nó vẫn là cái tiêu chuẩn cho xã hội hạnh phúc an lành, và tới bây giờ nó vẫn là cái tiêu chuẩn cho mọi nền văn minh có mặt trên hành tinh này. Cho nên ta gọi nó là một loại chân lý phổ biến
trong cái lĩnh vực cuộc sống đời thường thôi. Và thưa, mình chỉ cần làm được cái điều ấy, cuộc đời đã hạnh phúc lớn lao rồi. Thứ hai, chân lý tuyệt đối. Cái điều này nó siêu việt hơn chân lý phổ biến một tuần nữa là thế này. Đó là ví dụ một cái điều rất là gần để chúng ta dễ hiểu như thế này. Đức Phật nói là bản thân con người không có ngã. Cái anh gọi là tôi đó không hề có, mà chỉ là những cái ý niệm của anh, những cái tưởng tượng của anh về cái con người này mà thôi, chứ chưa hề có cái gì gọi là ta ở đây cả. Cái ta gọi là nhà của ta, thân của ta, suy nghĩ của ta, vui buồn của ta là những cái nhân duyên tập hợp mà hình thành. Nó vốn không phải là cái ta thật mà là cái giả. Triển khai điều này, đó là Đức Phật nói đến cái chân lý tuyệt đối. Và nếu mà quý vị nhớ câu chuyện của Ngài Thiền Sư Vô Căng thì quý vị sẽ thấy cái chuyện này. Ngài Vô Căng một hôm Ngài ngồi thiền, nhập định tới 3 ngày, và ông chìm sâu vào cơn định, cho nên hình hài ông nó không còn thở nữa, tim ngừng đập, mạch ngừng nhảy, mũi ngừng thở luôn. Cái người trong chùa người ta không biết, người ta tưởng ông chết luôn rồi, cái họ khiên họ thiêu túc. Và họ đốt cháy cho to rồi thì chừng ông xả định ông về, thần thức ông nó hiện lại trong cái chùa đó. Cái ông đi kiếm, để ông trở về kiếm không ra cái hình hài ông. Cái tối lại ông la, ông nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Cái tiếng kêu bi thương nó vang vọng cả chùa ấy. Tăng chúng mất ăn mất ngủ, sợ vô cùng. Và cái chuyện nó xào xáo xảy ra cho tới 1 tháng sau, cả chùa rất là bất an. Thì một hôm Ngài Diệu Không là bạn của Ngài Vô Căng, Ngài về, Ngài nói ồ tôi có nghe nói chuyện ấy, thôi các thầy giúp dùm là múc dùm tôi một chậu bùn, đốt dùm tôi một cái chậu lửa rất là lớn để trong phòng của Ngài Vô Căng, tôi sẽ ngủ đó đêm nay để tôi giúp cho ông. Ông nhận diện, ông ngộ ra được cái chân lý. Và Ngài ngồi thiền tới nửa đêm thì Ngài Vô Căng Ngài hiện về, Ngài nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Thì Ngài Diệu Không rồi nói có thể ông ở trong bùn á. Cái Ngài Vô Căng, thần thức của Ngài chui vào bùn, Ngài kiếm một hơi không được chi, Ngài ra vẫn cái giọng nói áo não, nó ta tìm ta không thấy trong đó. Ngài Diệu Không nói có lẽ là ở trong hư không chăng. Thì ông biến mất vào trong hư không, tìm một lúc thật lâu, ông trở lại nói ta tìm ta cũng không gặp trong hư không. Ngài Diệu Không rồi nói có thể là trong cái lò lửa này. Ngài nhào vô lò lửa, Ngài kiếm thì cũng vẫn không được. Một hơi Ngài hiện lại, Ngài nói ta không thấy ta trong lửa. Ngài Diệu Không mà Ngài mới khai thị cho Ngài nói trong đất không có ông, trong hư không không có ông, trong lửa không có ông, trong nước không có ông. Rõ ràng là ông là cái năng lực tuyệt vời, linh thông, có thể đi vào nước, đi vào lửa, đi vào bùn, đi vào không gian, không bị cái gì ngăn trở cả. Và biết gọi tìm ta đâu rồi, ta ở đâu. Trong khi đó thì cái hình hài bằng đất nước lửa gió này nó vốn bị căng ngại. Ông mà đi vào cái hình hài này thì ông đi qua tường không được, đi vào lửa không được, chui vào nước không được, vào không gian không được. Tại sao không bỏ nó? Tại sao không nhận ra được cái mình đang tìm ta, cái đó là ta, chứ tìm làm gì cái hình hài hôi hám trước kia. Thì nghe cái câu nói Ngài Vô Căng, Ngài chợt ngộ. Và như vậy thì thưa các vị, là ta trở lại cái chân lý tuyệt đối, là Đức Phật chỉ cho chúng ta biết một điều là ta không phải là hình hài này, ta không phải là những cái vui buồn này, ta không phải là những cái suy nghĩ lăng xăng này. Hình hài này nó có thể trả về cho đất đen, nhưng mà cái cản là thần thức vẫn còn, nghiệp lực vẫn còn, cho nên còn lang thang trong 3 cõi 6 đường. Tu giỏi hơn, đạt đến cái chân lý tuyệt đối thì mình loại dần hết. Hình hài không phải là ta, vui buồn không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta, mà ta là cái năng lực tỉnh sáng rõ ràng hiện tiền, nhận biết tất cả những cái này vốn là vô sinh và bất diệt. Ta gọi những cái điều khai triển đó là chân lý tuyệt đối.
Cho nên cái chân lý phổ biến bình thường trong cuộc sống ta nắm được thì ta sống trong cuộc đời rất là hạnh phúc. Hạnh phúc với đời sống của người ở trong nhân gian, làm việc thiện, tu tập bản thân, tạo phước lành cho chính mình, phước lành cho nhiều thế hệ con cháu mình, và tạo phước lành cho nhiều kiếp sống trong tương lai. Đó là ta tuân theo cái chân lý phổ biến. Và nếu ta đạt đến cái chiều thâm sâu, đi vào cái chân lý tuyệt đối này, thì cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Và hai cái chân lý này ta đến được nó bằng cái tâm thức của trí tuệ là một, loại trừ được những cái niềm nghi ngờ phía sau nữa là hai, mới có thể đi vào được. Đó là điều tôi giải thích tà nghi chối bỏ đạo. Thứ tư, người thiếu trí hay là, thưa các vị, là chỉ có người có cái năng lực trí tuệ rất là tốt mới có thể đi vào cái con đường đạo mà tu tập được. Bằng không thì có vạn điều cản trở cho chúng ta. Các vị nhớ trong truyện Kiều có câu ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi. Tại sao con đường thanh thang không chịu đi mà lựa chi cái con đường đoạn trường để đi? Có khi mình đọc truyện Kiều mình thấy rất là giận cái hoàn cảnh. Tự nhiên đâu sinh ra cái thằng bán tơ nó du khống để cho gia đình của nàng Kiều lâm vào cái cảnh hoạn hòa. Tự nhiên sinh ra cái anh chàng Mã Giám Sinh đâu tới mua nàng Kiều về để đầy đọa cuộc đời nàng Kiều tới 15 năm trong chốn thanh lâu. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà ta nhìn sâu hơn như thế này, từ trong tâm thức của nàng Kiều nó có một cái hạt giống trung chiên ngay từ bé. Cho nên không khóc ai mà lại trước mộ đặng tiên khóc, nghĩa là có một cái sự đồng cảm với con người nằm ở phía dưới mộ đó, thấy thương làm sao. Từ bên trong tâm thức mình nó có cái hạt giống trung chiên đọa đài như vậy, cho nên đi không khóc cái mộ nào mà khóc với mộ đặng tiên. Và nghiệp thức nó chiêu cảm, cho nên về không thấy chiêm bao ai mà thấy đặng tiên lừng lững hiện về rủ đi vào thanh lâu. Rõ ràng là từ bên trong nó có cái hạt mầm, cái hạt mầm đầy rõ khổ sở như vậy, cho nên khiến cho lòng mình nó có một cái khuynh hướng nghĩ về điều ấy, nhớ về điều ấy và đồng cảm xót thương về cái điều ấy. Và người thiếu trí, thưa đại chúng, là cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta mà ánh sáng trí tuệ ít, thì tai phát sinh những cái điều đưa dẫn cuộc đời mình đến chỗ tiêu cực nhiều hơn. Lòng của mình mà cái tâm yêu thương của mình lớn, cái lòng bao dung độ lượng của mình rộng, thế thì dù cho người kia có làm ngàn vạn lỗi lầm, ta cũng đủ cái năng lượng bao dung họ. Thưa, khi mà sông lớn nước đầy thì các vị bỏ vào đó chừng một vài cái thuyền muối chưa chắc kịp làm mặn dòng sông. Nhưng mà nếu nước chỉ bằng cái tô, ta bỏ một muỗng muối chắc chắn là cái tô kia không ai uống được. Cũng giống như thế, tâm của mình đủ rộng, đủ mênh mông, cái lòng thương mình đủ lớn, thưa, thì cái lượng bao dung của mình đối với những cái sai lầm, những cái vụn về, những cái thất thố của người khác không mấy gì khó. Nhưng mà lòng mình nhỏ, cho nên mình nhìn chỗ nào mình cũng thấy hờn giận, bất an, khó chịu cả. Và khi lòng mình nhỏ thì cái điều đầu tiên là nó làm cho tâm thức, nó làm cho tự thân mình chuốc lấy cái sự bất hạnh trước tiên. Cho nên người thiếu trí thì thường thường hay khởi buồn phiền, giận tức, đam mê, nghi ngờ, hờn giận, bất an, vân vân. Nếu mình có thể làm được cho cái năng lực trí tuệ của mình phát triển bằng cái con đường tu học, thưa các vị, là ta có thể loại trừ được tất cả những cái tâm hành phiền não tự trong tâm thức của ta. Cho nên mời gọi được an bình hạnh phúc có mặt, trước tiên mình mời gọi được ánh sáng trí tuệ nó ở lại với mình, thì đó là cái điềm triệu nó báo cho chúng ta biết là hạnh phúc sẽ có mặt. Và ta thử thực tập mời gọi được cái năng lực của chánh niệm, của giác ngộ đậu lại trong tâm thức mình, có dễ hay không?
Ví dụ thế này, ví dụ khi cơn giận nó đang có mặt, nó tàn phá trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta có thể làm được điều gì khi cái giận nó có mặt? Mình chưa nói đến chuyện tham, mình nói đến chuyện giận thôi. Ví dụ như cái ý niệm giận nó đang tràn lên trong tâm các vị, và cái điều này thì tôi nghĩ ai cũng có cả. Cái kinh nghiệm gì thì có thể thiếu, nhưng mà cái kinh nghiệm về cơn giận thì chúng ta đều có, đều kinh qua. Và khi cái giận nó đang lên cuồn cuộn trong tâm tư ta, thì các vị làm thế nào để trấn ngự cơn giận? Và mình cũng xin nhắc lại là cái giận nó rất là kỳ cục. Ta có thể già, sức khỏe ta có thể yếu, nhưng mà cái giận thì nó không chịu già, không yếu. Mình đến một cái tuổi nào đó thì mình rụng hết răng, nhưng mà cái giận thì nó không có chịu rụng răng đâu. Nó vẫn nghiến được răng như thường, nó vẫn ghê gớm như thường. Đó là cái điều rất là kỳ. Và khi cái giận nó có mặt, và cái điều này thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải thực tập. Trước tiên nhận diện được cái giận, chữa trị được cơn giận, cơn tức tối của mình, sau đó mình mới có khả năng làm được cái việc khác trên những cái tâm hành tiêu cực khác. Tôi có một người thầy, bình thường ông nói chuyện thì nó hơi lấp dấp, nhưng mà tới lúc ông giận thì ông nói cà lăm, ông nói không ra được tiếng nào hết. Càng giận hung thì ông càng cà lăm, mà càng cà lăm thì nó càng giận hung. Và các vị để ý là người mà nói lấp bình thường ít thì giận nó lấp nhiều, mà giận nữa thì nó không được. Mà đôi khi cái tình trạng nó xảy ra nghiêm trọng thì có khi bọt miếng bọt mồm nó sôi ra miệng. Đó là cái tình trạng cơn giận nó đi đến một cách rất là nghiêm trọng. Và từ cái điều này mình suy diễn thêm có hai cách để đối trị cơn giận. Cái cách thứ nhất Mỹ họ hay làm, đó là khi anh giận ai, cái cơn giận nó bùng cháy, thì nếu không có phát tiết được cái giận của mình, cái tức của mình vào người kia, thì mình phải kiếm một cái đối tượng nào đó, bằng hình nợ, bằng cái bao cát, hay bằng cái gì đó để mình đánh vào, mình chửi mắng vào, trút cái cơn giận ra trên cái đối tượng mà mình cứ tưởng tượng là cái đối tượng đó là cái người mình đang thù hận, thì cái cơn giận tức của mình nó có thể dịu đi. Đó là cái phương pháp chữa trị của những nhà tâm lý trên nước Mỹ này. Không biết các vị có nghe chuyện đó chưa ha? Và cái phương pháp này thưa các vị là nó rất ư là tiêu cực. Nó tiêu cực là thế nào? Nó tiêu cực là khi mình phát tiết cái giận ra, đành rằng cái đối tượng đó là mình tưởng tượng là cái thù của mình, cái kẻ mình tán giận, nhưng mà cái cơn giận nó vẫn chưa phải được trút ra một cách nhẹ nhàng, trút sạch được, và cái niềm ẩn ức nó vẫn còn bên trong. Đó là cái tác hại thứ nhất. Cái thứ hai là cái gì từ trong tâm thức mình nó khởi ra ngoài thì nó sẽ có điều kiện nó rơi trở lại. Cái ký ức mình nó vẫn lưu lại, và khi nó rơi trở lại thì cái giận nó sẽ có cơ hội nó cất chứa, và cái cơ hội bùng cháy nó sẽ là mạnh hơn, chứ nó không bao giờ dừng lại được. Đó là hai cái điều nó tác hại khi mình trút cái cơn giận ra ngoài. Đó là con đường thứ nhất, ta không thể giải quyết nó. Và bằng cái nhìn, cái quán chiếu của đạo Phật, thì mình phải làm được một điều thế này. Khi cái giận có mặt, mình thử thực tập là mình hãy đặt, thay vì đặt cái tâm thức mình vào cái cơn giận, cái cảm giác giận, cái trạng thái giận, thì bây giờ mình hãy đặt tâm mình vào hơi thở. Mình hít vào, mình nói tôi đang hít vào, tôi biết rằng cơn giận đang có mặt. Tôi thở ra, tôi biết rằng cơn giận đang có mặt trong tôi. Và khi mình đặt tâm mình vào hơi thở thì ta gọi là đang quán chiếu về hơi thở. Nếu cái giận nó đang khởi lên mà mình đặt tâm mình vào cái giận, thì cái giận nó có cơ hội nó bừng cháy, nó mãnh liệt, nó đốt cháy mình. Nhưng mà mình đem cái năng lượng của ý thức mình đặt vào một chỗ khác, đặt vào hơi thở, tức khắc là cái giận nó trở thành một cái đối tượng bị bỏ quên. Cho nên
tự nhiên là cái năng lượng của cái giận đó hạ xuống từ 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 và dịu dần dịu dần. Cái phương pháp đặt tâm dừng lại trong hơi thở là cái phương pháp tuyệt vời để chữa trị được cái cơn giận ngay trong gốc gác, và cái giận nó không còn có cái điều kiện nó làm thành hạt giống rơi trở lại trong tâm thức của ta nữa. Cái gì khi đã trở thành hạt giống rơi vào tâm thức thì nó hứa hẹn một sớm một chiều nó sẽ sinh khởi trở lại bằng nhiều cây hơn, phát triển mạnh hơn. Mà nếu mình quá giải bằng cái phương pháp đặt ý thức của mình vào hơi thở, tôi thở vào, tôi biết là cảm giác giận đang có đó, tôi thở ra, tôi biết rằng cảm giác giận tôi đang lắng dịu. Mình chỉ làm như thế chừng 5-3 hơi thở thì các vị sẽ cảm thấy là cơn giận của mình nó dịu dần lại. Đó là phương pháp thứ nhất, rất là dễ dàng để chúng ta thực tập. Phương pháp thứ hai, thưa, mình vẫn cứ dùng hơi thở là cái chủ đề, cái đối tượng để quán chiếu, nhưng mà kèm theo đó mình hãy thử là sau 5 hơi thở nó đã làm cho tâm thức mình êm dịu, mình bắt đầu nhìn cơn giận. Tôi thở dài, tôi thấy là cơn giận đang có mặt và mình nhìn thẳng vào cơn giận. Và thưa, khi mình nhận diện được đây là cơn giận của tôi thì tức khắc là tâm thức mình nó không có bám chặt vào cơn giận nữa. Như vậy thì cái cơn giận kia, cái nỗi tức bực kia nó không có cái điều kiện hoành hành tác quái tác quái nữa. Khi các vị đặt cái ý thức của các vị chú ý vào cái sự nhận biết cơn giận mà không phải là không phải các vị là cơn giận, thì tức khắc là cơn giận nó dịu bớt cái sức tàn phá và năng lượng của mình không có đổ vào cơn giận cái tác hại mình. Thưa, cái điều này tôi nói hơi khó hiểu, tôi dùng cái ví dụ này thì dễ hiểu hơn. Ví dụ một là mình nhìn ra thấy bông hoa, mắt mình đã dính với những cái bông hoa trên tường kia, cái sự chú ý của mình đặt vào những đối tượng mình thấy, đó là cách thứ nhất. Ta gọi cách thứ nhất này là cái cách khi cơn giận có mặt thì mình quá thân vào cơn giận. Cách thứ hai, mình nhìn thấy bông hoa nhưng mà mình đặt cái ý thức mình ngay trong tròng con mắt mình nghiêng qua nghiêng lại, đành rằng cái hình ảnh bông hoa vẫn có đó nhưng mà sự chú ý của mình đã đặt vào con mắt chứ không phải đặt vào đối tượng bị thấy kia. Hai điều này nó khác nhau, có phải không ạ? Một là anh đặt cái sự chú ý vào đối tượng anh thấy bên ngoài, hai là anh đặt cái sự chú ý vào cái bản thân của cái thấy là con mắt này. Cũng như vậy, khi cái giận có mặt mà mình đặt cái sự chú ý vào cái giận, có nghĩa là mình làm cho cái giận kia cái năng lượng nó càng ngày càng lớn mạnh và đốt cháy mình. Thứ hai, khi cái giận có mặt, mình đặt cái sự chú ý mình vào cái sự nhận biết cơn giận chứ mình không phải là cơn giận, thế thì liền tức khắc mình tạo được cái khoảng cách giữa mình và cơn giận liền. Mình cắt đứt được cái dòng chảy năng lượng nó đổ vào cơn giận. Tự nhiên cái giận nó trở thành cái đối tượng quán chiếu, và lúc bấy giờ thì cái giận nó không còn có cơ hội tàn phá mình nữa, nó dừng lại ngang đó và nó từ từ nó lắng xuống mà thôi. Đó là cách thứ hai ta có thể thực tập được với cái cơn giận của mình. Và thưa đại chúng, là 6 thứ tâm hành như tham, đắm, hờn giận, si mê, kiêu ngạo, tà kiến, vân vân, ta có thể dùng cái cách này để trị liệu tất cả những tâm hành phiền não gốc gác có mặt trong tâm thức ta. Và mình thực tập được điều này là mình mời gọi được hạnh phúc có mặt trong thân tâm này một cách rất là dễ dàng. Và điều này ai cũng có thể làm được cả. Có điều mình có niềm tin với cái việc thực tập này hay không, và mình có chịu làm hay không mà thôi. Và thông thường thì chúng ta có thể có gan làm được cái điều gì nó khó khăn, nó vất vả, nhưng mà những cái việc nó nhẹ nhàng như chuyển hóa tâm thức mình thì chúng ta lại không có cái kiên nhẫn để làm. Ta nghĩ rằng những cái việc này nó thường quá,
Và tu là một việc khó là như thế. Điều thứ nhất là bản thân của việc tu nó không đem đến cho mình một cái lợi ích thiết thực để cho mình thấy rõ. Cái điều thứ hai, bản thân của việc tu, thưa đại chúng, là nó đòi hỏi cái sự bền bỉ rất là trường kỳ của chúng ta. Mình muốn trở thành một ông nhà giàu, mình phải tích góp từng đồng nhỏ tới đồng lớn mới có thể trở thành người nhà giàu. Cũng như vậy, mình muốn trở thành một người làm chủ chính bản thân mình, làm cho đời sống mình hạnh phúc, chắc chắn là mình, cái con đường thực tập mình phải đòi hỏi rất là nhiều kiên nhẫn và bền bỉ vô cùng mới có thể đeo đuổi cái con đường tu được như vậy. Đó là điều mình chia sẻ để đại chúng lưu ý. Và thưa các vị, là chúng ta là vị hoàng đế của chính mình. Mình có thể tạo hạnh phúc cho chính mình, và mình có thể làm cho cuộc đời mình bất hạnh trong bàn tay của mình cả, nếu mình khéo và thương thân mình thực tập. Thì trong một đời này, hạnh phúc nó có mặt trong đời sống của chính mình, và nó lây lan những người xung quanh, và nhiều kiếp trong tương lai mình hưởng được cái hoa trái của hạnh phúc. Nếu mình vụng về thì mình tàn phá cuộc sống của chính mình, rồi làm vung vãi cái nỗi khổ cho người xung quanh, và mình phá luôn cả nhiều kiếp sống trong tương lai. Đó là những điều mình chia sẻ hôm nay. Và thưa đại chúng, là mình dừng ở đây. Các vị có cái gì thắc mắc? Thưa, nó chia làm hai loại. Một cái ngôn ngữ thường dùng đó là cái trực giác. Trong cái ngôn ngữ thuộc về cái lĩnh vực tâm lý học xã hội thì họ gọi là cái trực giác, cái phản ứng bén nhạy của trực giác. Ví dụ thế này, ví dụ các vị đang đi trên đường mà chợt có một con rắn bò ngang, thì cái phản ứng của các vị rất là nhạy, các vị thụt lùi lại liền, nhảy lên vô lề liền. Hoặc là vừa bước xuống lề đường thấy xe người ta chạy tới, thì cái sự phản ứng của các vị rất là bén nhạy là các vị nhảy vô liền. Ta gọi đó là cái trực giác. Và thưa, cái trực giác này sẽ dĩ nó có mặt do vì lúc bấy giờ tâm thức của ta nó không có bận bịu với chuyện lo nghĩ toan tính ưu tư phiền muộn bất an. Nếu tâm thức của các vị mà nó đang lo lắng băn khoăn bất an buồn phiền thì cái trực giác nó không có nhạy được, các vị phản ứng rất là chậm. Cho nên trực giác mà bén nhạy là nó đòi hỏi lúc bấy giờ tâm thức mình rất là trống vắng, rất là yên bình. Hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó là lúc bấy giờ tâm của anh nó không có vấn đề nữa, mà nó đang an trú ngay cái phút giây hiện tiền chói sáng này, cái sự phản ứng của anh nó mới đủ bén nhạy. Và cái người tu chúng ta, cái điều mình phải làm được là hồi phục cho được cái năng lượng của sự bén nhạy nó ban đầu. Các vị thử nghĩ là cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức của mình nó có mặt 24/24, nó như một cái chiếc máy cassette nó bay ngoài. Và ta thử hỏi là cái chiếc máy làm chiếc máy vật chất nó quay hoài một ngày một đêm như thế thì nó nóng chứ. Và cái đầu của ta mà nó quay như thế thì nó chắc chắn là phải nóng thôi. Và nếu mình quay bằng cái tốc độ thật là nhanh và quay liên tục như thế trong vòng nhiều tháng nhiều năm thì nó bị mát thần kinh là chuyện bình thường, không có điều kiện cho nó nghỉ ngơi, nó hồi phục thì chắc chắn là thần kinh của chúng ta suy yếu. Con người có một may mắn tuyệt vời hơn cái chiếc máy kia, đó là thiên nhiên tạo cho mình một cái đêm tối để mình đi vào giấc ngủ, để cho cái thần kinh vỏ não mình nó thư giãn, nó mới có cái điều kiện hồi phục được năng lượng. Chiếc máy cassette thì người ta quên bấm như thế thì nó nóng, đầu của mình thì mình có quyền nhấn cái nút để cho nó ngừng được chứ. Nếu mình thông minh mình bấm cho nó ngừng, thế thì ta có được cái điều kiện hồi phục nghỉ ngơi thì chắc chắn một điều là thân tâm mình rất khỏe nhẹ, rất là an bình. Và các vị thử để ý là sau một đêm ngủ ngon thì ngày hôm sau
thì cái năng lượng làm việc của chúng ta nó hồi phục như mới lại, là do vì ta có điều kiện nghỉ ngơi. Nếu mình cho phép thần kinh mình nghỉ ngơi thì chắc chắn là tuổi thọ mình dài hơn, đời sống mình hạnh phúc hơn. Mà mình không làm được điều đó, mình cứ nói thì thầm, mà tiếng nói thì thầm rất ư là vô ích. Nó có mặt, nó làm cho cái điều phản ứng của mình nó không có nhạy bén. Cho nên cái chuyện tu ban đầu mình làm được là tắt đi cái chiếc máy cassette trong đầu, nói thì thầm, tắt được nó. Đó là cái công việc của sự thực tập. Các vị thử nghĩ, mấy cái anh võ sĩ lên đài, anh đâu có nói thì thầm. Kẻ địch nó giậm tay là anh biết nó sẽ đánh chỗ nào, và cái phản ứng nó rất là bén nhạy, nó trực tiếp chứ nó không hề nói. Nó sẽ đánh cái đầu mình sẽ đỡ rồi chết. Nói xong tiếng nói đó mới bắt đầu làm việc thì mình bị nó đánh bầm mặt rồi. Nghĩa là lúc bấy giờ thì cái năng lực phản chiếu nó rất là sáng, nó rất là bén nhạy, trực tiếp, nó không cần tiếng nói thì thầm. Và tiếng nói thì thầm, điều thứ nhất là nó làm cho thần kinh mình rất là nặng, rất là căng, nó rất là vô ích. Cái thứ hai là nó làm hao tổn năng lượng rất là nhiều, nó làm tiêu phí tuổi thọ mình rất là nhiều. Cho nên cái phương pháp đạo Phật thực tập đó là anh làm thế nào anh hồi phục được cái năng lượng thần kinh của anh. Và điều này mà mình thực tập được là mình an lạc rất là lớn trong cuộc sống rồi. Có những lúc ta cho phép mình nói thì thầm để toan tính, nhưng mà có những lúc mình cần phải cho nó nghỉ ngơi. Cái vụng về của mình là mình cứ toan tính luôn trong một ngày những việc vô công vô ích không đáng gì cả, mà mình cứ cho cái máy mình nó chạy quay vòng như thế rất là nóng, rất là tội nghiệp cho chính mình. Mình làm thế nào mình bấm được cái nút giống như mình bấm được cái nút của máy cassette bên ngoài cho nó dừng lại. Đó là cái phương pháp thực tập của chúng ta. Các vị có thể làm được điều này, có thể bấm được cái nút để cho thần kinh của mình nghỉ ngơi. Làm được điều này thì chúng ta biết thương chính mình, còn không thì chúng ta tàn phá mình một cách không thương tiếc. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.